Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7, trên khu vực biển Đông nhiều khả năng sẽ hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8, giải hội tụ nhiệt đới có xu thế hoạt động nhiều hơn, mạnh hơn và có thể gây thời tiết xấu, mưa rông, lốc xoáy, sóng lớn trên biển Đông. Dự báo sẽ có khoảng 2 đến 3 cơn báo áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông trong giai đoạn nửa cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Trong đó khoảng ngày 15 đến 20 tháng 7 có khả năng xuất hiện các nhiễu động trên giải hội tụ nhiệt đới và phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông. Trước đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong tháng 7 có khả năng xuất hiện từ 1 đến 2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và có thể ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Từ tháng 7 đến tháng 9 có khoảng 6 đến 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, trong đó khoảng 2 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo cần đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Theo thống kê, trung bình mỗi năm có 5 đến 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. Trung bình mỗi tháng có 0,58 cơn. Do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên biển Đông, do vậy đề phòng gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản của ngư dân. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc, tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như rông, lốc xét, mưa đá, có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Từ ngày 17 đến 24 tháng 7, khả năng sẽ có mưa nhiều hơn tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Thời tiết biến chuyển xấu dần, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh lên từ ngày 13 tháng 7. Các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Nam Biển Đông, bao gồm quần đảo Trường Sa của Việt Nam chúng ta, sẽ có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trước đó vào ngày mùng 5 tháng 5, trên biển Đông xuất hiện một áp thấp nhiệt đới. Áp thấp nhiệt đới này di chuyển chậm và suy yếu trên khu vực giữa biển Đông vào ngày mùng 7 tháng 5, không gây ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.